và lần đó đầu tiên cho cảm an ngàn xin được gửi đến toàn thể tất cả quý vị khách quý đến với làng quê vườn tủ lầu của đoàn Lâm Tôn tại làng tại tại bãi đêm này đấy ạ. Và tiểu lầu làng quê vườn chúng em từ xưa tới giờ là nổi tiếng đó chứ hả. Những cô đào vô cùng xinh đẹp và vô cùng tài năng, cho nên mấy anh trai, những công tử luôn luôn là tìm tới và lúc nào cũng chiều lòng khách đến và vui lòng khách đi. Và ngay từ bây giờ không để tất cả quý vị quan khách chờ đợi lâu, và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu đến với tử lầu tới đêm này là quế vườn. Tiếp khách nào mấy em ơi, lại đó, lại đó. Chưa thấy gì hết, ta chỉ thấy có một bà quá già. Công tử ơi, biết sao công tử không thấy không? Đeo cái mắt kiến đen thui như vậy làm sao bà thấy được chứ hả? Dạ, bây giờ công tử đã thấy chưa? Ta thấy rồi. Có đẹp không à? Vẫn già. Dạ, thì đúng rồi. Nhưng mà, xíu nữa tự sẽ được tụi em biết nó nồng nầu đấy hả? Dạ. Dạ bây giờ mấy đứa ơi, tiếp khách đi nào. Dạ kính thưa quý vị khán giả, đầu tiên sẽ là A Lệ. A Lệ có 6 năm kinh nghiệm trong nghề à, xin mời bà công tử dùng cho nghe trắng miệng đi à. Bởi đó quý vị, xin mời công tử nha. Mình chỉ quan tâm đến bưởi thôi. Ok. Em chỉ là người bắn tay em đi nhậu qua thôi. Dạ. Tiếp theo sẽ là kiều nữ chúng em, người đẹp mộng trần à. Trần trần quá là dễ thương, đang đẹp đẹp vừa tròn 18 tuổi. Và đặc biệt có 2 năm kinh nghiệm trong nghề à. Và bây giờ chúng ta cùng đến với Dư Tí Ẩm Ẩm à. Thật vô nghĩa. Tiên chưa có kết cục như vậy đi tội gì phải tranh giành đấu đá. Và bây giờ châm ngôn của cô ấy, cho bây giờ sẽ là Ngọc Bảo. Quá xuất sắc. Và bây giờ cô nào Lù Sơ Bừ. Quá đẹp em ơi, xinh quá. Bây giờ là một cô đào được tuyển chọn mới nhất trong đêm này, xin mời người đẹp Ba Đeo. Cá đẹp thôi nè, đào mới Ba Đeo đó. Từ từ thưa các công tử. Thưa các công tử tự chọn đi ạ. Từ từ thôi ạ. Dù là người ta muốn tìm những cô này tuy có đẹp nhưng không có gì động lại trong mắt ta hết. Quá đội. Đây mới là cơm sôm cháo gì nè.
À, xin mạ công tử à, mạ công tử ơi. Và bây giờ trong thời gian chờ đợi thì bây giờ mạ công tử, Lưu công tử và mình với Lý công tử, chúng ta hãy vào trong chúng ta uống rượu đi nhá. Chúng ta đã dễ lộ đồ cái đồ đó đều từ nhà quế vườn tới đêm nay á. Hay là xin lời này cũng có một con như vậy mà được người ta chọn nghe. Không, nhưng mà con này phải thuộc chỉ riêng một mình ta thôi. Ê, của ta. Trời ơi, giành quá. Công tử tự trọng. Rớt cái đầu ra bây giờ. Má ơi, tính ra mấy công tử này giàu, đẹp mà bị đuôi. Không đâu con, nó không có đuôi đâu con. Bà là cái gũi của nó đó con à. Cái gũi mẹ ơi. Thôi, lo đi mắm dế đi à. A Cầm, các con đừng có tiền nặng với người mới như vậy. Dạ, mình trở lại công việc đi em. À, kính thưa quý vị khán giả, đêm nay một đêm duy nhất, ở làng Quế Phường của chúng em hôm nay sẽ được đón tiếp tất cả quý vị cùng với những tờ lá vé trên tay. Thì quý vị ơi, hãy ủng hộ cho em nha, để đưa chương trình buổi tối hôm nay các người đẹp, các cô đào sẽ phục vụ cho quý vị khán giả những tiết mục ca múa nhạc kịch vô cùng vui nhộn. Và đặc biệt tối đêm nay làng Quế Phường của chúng tôi sẽ có những tiết mục đặc sắc cầm kỳ thi họa đấy nhá, và có những cuộc tranh tài để dành qua coi tối đêm nay người đẹp vô đấy. Ba leo. Đêm nay và bây giờ không để tất cả quý vị chờ đợi lâu nhá. Và trong đội đầu tiên, trong đội mệnh giá là 20.000 đồng như thường lệ, chúng ta sẽ có tương mai nhận qua đó phiếu mua hàng trị giá là 1.000.000 đồng của nhà tài trợ còn 3 bạn Massapod làm ghi. Rồi bây giờ anh Ngành ơi, mời một khán giả bất kỳ chúng ta lên đây hỗ trợ để những chặt tâm và lòng cầu đi ạ. Dạ rồi, em mời anh trai này giơ tay đầu tiên nè. Dạ em mời lên đây để kiểm tra 60 con banh để bỏ vào trong lòng cầu. Rồi bây giờ anh qua bên kia, người đẹp tình tình sẽ được hỗ trợ cho anh nha. Và trong thời gian đang kiểm tra banh và lòng cầu, phía dưới tất cả chị Quyền được gửi đến tất cả quý vị mình với những tờ lá vé. Gia Quyền và Vân sẽ mời tất cả quý vị mình đến với cái đoạn clip để cách thức chỉ dẫn dò vé của đoàn Loto Sài Gòn tất thời. Đi chơi lô tô vui vẻ không quạo, nếu trúng thì trời cho, không trúng thì trò chơi. Our ladies will perform their songs with the lyrics that match a random numbers. Songs will be performed, that means number will be announced. You will check if you have the same number in your row ticket. If you find four number in the same row, please raise your hand and run up to the stage. I will give you your prize. Và như qua là cách thức giờ nhé, đô tô của đồng đô tô sẽ có tập tơi. Và ngay từ bây giờ một đời đầu tiên, một đời mở hàng bệnh giá là 20.000 đồng. Khá giả đời đi sau đến buồn là kể lúc ngay từ bây giờ. Nhớ đầu tư nhanh, đầu tư lẹ để chúng ta cùng mở hàng một đời đầu tư đầu tiên nhá. Ngọc ơi, Ngọc còn vé không em? Rồi bây giờ tặng một vé cho chị khác, ai còn không em? Rồi ai còn vé không? Còn vé một đời đầu tiên không ạ? Rồi quý vị, mong lời đầu tiên nha, ai chưa có vé trên tay thì nhớ ủng hộ vé và có vé thì mình chúc tất cả quý vị gặp nhiều may mắn nha. Huy, còn không? Đây nè, bạn cái bạn đây, bạn đầu tiên một vé. Rồi, giờ số đi anh. Ở trên đây nè, cái chân trộn, cái thùng cát bên đây nè, đó, để chạy lên đi. Đi dài lên luôn em ơi, cho tâm luôn. Cho tâm luôn, chị giáo đẹp lên đây luôn nè. Rồi, giơ tay giùm em dòng lời đầu tiên quý vị, dòng lời đầu tiên cho mình đi à. Bắt đầu bánh sao nữa kìa. Hết vậy. Cho vé tiên đi em ơi. Còn không à. Bay kì ra, bay kì ra, bay kì ra. Bay kì ra. Mùa xuân này để duyên quên. Cảm tâm luôn. Mùa xuân này để duyên quên ta. Đất trời vì trồng mà bao la. Hãy xuân mưa đã đổ qua. Vào mùa xuân thì tới ngồi nhà bông tìm ra. Ai dù giờ sẽ tải ở trẻ lên chơi luôn. Bay đi ra, bay đi ra, bay đi ra.
Chibuller. Chibuller. Tiếng Trung Quốc. Chibuller, sao ta nghe Chibuller? Dạ tôi cũng có. Tiếng Trung Quốc. Ờ, hát lại khúc đó. Lòng bắt I'm
gió bao.